Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 731 vừa lên sóng với sự tham gia của Lê Quốc Huy, 40 tuổi, đang kinh doanh nội thất tại Đồng Nai và Nguyễn Thị Diệu Thúy, 33 tuổi, đang làm trưởng phòng của một chuỗi bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa xuất hiện, Diệu Thúy gây ấn tượng với Hồng Vân bởi vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi. Cô cho biết mình là người tự lập, nhanh nhẹn và lạc quan, trong khi đó Quốc Huy là người vui vẻ hòa đồng. Sau khi hàng rào được mở ra, cặp đôi trực tiếp trò chuyện với nhau. Lúc này Diệu Thúy hỏi thẳng Quốc Huy lý do vợ cũ không cho gặp con sau ly hôn. Anh cho biết do vợ muốn quay lại nhưng anh không đồng ý, từ đó cô không cho anh gặp các con nữa. Khi được hỏi về chuyện gia trưởng, Quốc Huy tự tin khẳng định mình không có tính đó. Anh chia sẻ, anh không có gia trưởng, về nhà toàn bộ đều do bố mẹ quyết định hết, chứ anh không quyết định một cái gì. Tuy nhiên, chia sẻ này của anh không được quyền Linh đồng tình. Lúc này, Quốc Huy giải thích thêm, nếu trong gia đình thì sẽ như vậy. Khi sống ở đây, anh sẽ tự mình quyết định hết tất cả mọi thứ. Kết quả, sau quá trình tìm hiểu, cả hai khách mời đều bấm nút hẹn hò, khiến cả trường quay vỗ tay chúc mừng. Hai MC Quyền Linh và Hồng Vân cũng không quên gửi lời chúc mừng và mong cả hai sớm tiến đến hôn nhân.